âm thế gian khuất xa dần. Bóng đêm tối quay về, dối tra tinh toán những lọc lừa đã khiến bao mụi mê. Sao không đối với nhau bằng tình người, để oan than phải chật chồng, cứ thế sống trong bao hận thù. Cuộc sống lọc lừa nhau, người thì khoai trá tiếng cười, người thì tắt mất nụ cười, bụi trần chim đắm mê muội đầy thế gian. Đừng gieo trái đắng hận thù, làm cho thế gian phải điên loạn, để cho bóng tối cuộc đời giam cầm bước đi mịt mờ. Hãy để ánh sáng mặt trời tìm về xóa tan đêm mờ. Luật trời xưa nay vẫn tồn tại, rằng ta phải thu chính nghĩa ở đời. Đừng gieo trái đắng hận thù, làm cho thế gian phải điên loạn, để cho bóng tối cuộc đời giam cầm bước đi mịt mờ. Hãy để ánh sáng mặt trời tìm về xóa hoa tan đêm mờ. Luật trời xưa nay vẫn tồn tại, rằng ta phải thu chính. Bà gặp rồi đúng không bà? Ba đêm trước đây đó, bà nhớ chưa? Bà cổ nhớ coi, cô nương này rất là tốt. Bà vừa kêu cứu là cô chạy tới cứu bà liền, có đúng vậy không? Bà ơi, cố gắng nhớ đi bà. Cứ từ từ, không nên gấp gáp quá như vậy. Nhân tạo nói đúng đó, cứ bình tĩnh, chúng ta cứ từ từ. Bà nè, bà hãy nhìn kỹ cô nương này đi. Bà có nhớ ra không? Hôm bà bị sa chân vào gốc cây, là chính cô nương này đã cứu bà không? Ủa? Cô này bị sa chân hả? Vậy là cô có làm sao không? Sao tội cô quá vậy? Trời ơi! Bà ơi, bà cố gắng nhớ lại đi. Bà tên gì? Nhà ở đâu? Tôi tên gì hả? Mà mấy chú có biết nhà tôi ở đâu không? Không xong rồi. Nguy! Thật là to gan! Các ngươi dám tự tiện đưa người ngoài vào thống cung với nghi phạm. Nhân chứng này không đáng tin cậy nữa. Thật không có phép nước ra gì. Ta sẽ tấu trình lên trên. Kể từ giờ phút này, nghi phạm Ngọc Nhi sẽ do ta lấy cung. Các ngươi không được tự tiện gặp nghi phạm nữa. Dạ bẩm quan Khâm Sai, ngài nên nhớ rõ ràng, đây là vụ án nằm trong địa phận thuộc quyền xử lý của Trần Đại Nhân. Minh Hữu, đừng nói xen vào. Đúng vậy, nhưng các ngươi đã vi phạm phép nước. Ta thay mặt triều đình tước quyền của Trần Trung. Thưa quan Khâm Sai, do tôi quá nóng vội cho nên có chút tự ý. Nếu ngài đã nói vậy, tôi xin nhận lỗi. Xin ngài hãy cho tôi thêm thời gian, tôi sẽ cố tìm thêm nhân chứng cho lần xét xử tiếp theo. Ủa, nhà tôi đâu? Mấy người nhà tôi đâu rồi? Bà, xin mời. Gì kỳ? Cô chịu khai hay không? Ta không biết gì hết.
Ta vô tội, ta vô tội. Lâm! Ta không biết gì hết. Ta vô tội, ta vô tội. Đồ ác độc. Ta hỏi cô có chịu khai hay là không? Đồng phạm của cô là ai? Hả? Hỏi cả ngàn lần cũng chỉ một câu trả lời. Ta không biết. Cứng đầu với ta. Lưng! Dạ, dạ. Biết đến khi nào á ta chịu khai mới thôi. Dám cứng đầu với ta hả? Trời Phật ơi, ngó xuống mà coi. Người ngay mắt nạn, người hiền mắt quan. Trần Trung con à, còn cửa quan nào nữa không? Nói cho mẹ biết đi, mẹ phải đi kêu quan cho con dâu của mẹ. Mẹ ơi, con đang muốn nổ tung cái đầu đây nè. Bà Mậu à, đừng có quá lo lắng. Mình ở hiền sẽ gặp lành mà. Thế nào mình cũng nghĩ ra cách thôi. Cách ở đâu chứ, không lẽ cách tựa trên trời rơi xuống? Đại nhân, ông Tả về rồi. Ông Tả! Dân Tả! Đại nhân! Sao rồi? Ông nói cho ta nghe đi. Ngọc Nhi sao rồi? Thưa đại nhân, bọn chúng đã dùng nhục hình để tra khảo Ngọc Nhi. Trời! Hả? Sáng mai là thời hạn chót để phán quyết vụ án rồi đó. Trời ơi! Chết mất con nhỏ! Làm sao mà con nhỏ sống nổi đây chứ? Hay là chúng ta đánh cướp tù nhân? Dương Võ! Không có được manh động! Hay là mẹ cải trang thành bà cụ hôm nọ rồi cho lấy lời khai được không con? Không được đâu! Quan Khâm Sai đã biết bà ta mất trí, hơn nữa đã giáp mặt rồi. Nếu như không có bà cụ thì mình đi tìm nhân chứng vật chứng khác có được không? Hay lắm Dương Võ. Nhân chứng vật chứng khác. Dương Võ, người thông minh hơn ta nghĩ đó. Ý các ngươi là muốn ngụy tạo nhân chứng vật chứng sao? Không được, ta không thể làm điều đó. Tội ngụy tạo bằng chứng không phải là tội nhỏ, huống hồ chi ta là người cầm cân nảy mực, càng không thể làm điều đó. Đại nhân, đến lúc này chúng ta không được câu nệ. Mình là người hiền gặp nạn, bây giờ dùng kế quản binh, chứ có hại tới ai đâu. Trần Trung à, bọn họ nói đúng đó con. Không để cho Ngọc Nhi ở trong tù giam thêm một ngày nào nữa. Nhục hình tra khảo như vậy, Ngọc Nhi chịu không nổi đâu con. Với lại, mình không đổ tội hay bắt quan cho ai đâu. Mình chỉ dùng kế quản binh trong lúc chưa tìm ra thủ phạm thôi bà con. Như vậy thì đừng chần chờ nữa, kẻo không kịp đó. Đại nhân! Đại nhân! Con! Đại nhân! Kỳ hạn đã hết, nhưng quan Trung vẫn không tìm được chứng cứ ngoại phạm của Ngọc Nhi. Bà già mà Ngọc Nhi bẩm báo lại là một bà già mất trí, không biết mình là ai. Như vậy vụ án này đã quá sáng tỏ, Ngọc Nhi chính là hung thủ giết chết cô Hồng. Vì trong lúc xảy ra xô xát và ẩu đả, mời Trần đại nhân kết thúc vụ án, trừng trị hung thủ để trấn an lòng dân của làng trẻ. Dù vậy Ngọc Nhi cô nương một mực vẫn kêu oan, không giết chết cô Hồng. Dù là vô tình khi xảy ra xô xát, thiết nghĩ muốn công bằng, hãy để cho bản quan tra xét thêm một lần nữa. Trần đại nhân, đừng để ta phải can thiệp vào. Dù Y Thị có cứng đầu không khai nhận, nhưng tang chứng và vật chứng rành rành như vậy thì có chạy đằng trời. Ngọc Nhi, nghe ta hỏi, có phải ngươi đã xích mích với cô Hồng vào... Trần đại nhân, không cần phải hỏi vòng vo. Để cố tình kéo dài thời gian cho hung thủ, vật chứng, tang chứng và nhân chứng đều đã có đầy đủ. Ta mong ngài hãy kết thúc vụ án ở đây. Ta... Khoan đã, đại nhân. Dạ bẩm đại nhân, đã tìm được tang chứng mới. Tên này nói gì vậy? Đây là thuộc hạ của ta, đã thừa lệnh kiểm tra, lục soát kỹ hiện trường thêm một lần nữa. Dương Võ, sao rồi? Kiểm tra một lần nữa,
có phát hiện ra được điều gì không? Dạ, bẩm đại nhân, thuộc hạ đã mở rộng lục soát hiện trường vụ án. Thuộc hạ đã phát hiện được có rất nhiều dấu chân lạ dẫn tới cái hố ở gần đó. Khi mò xuống hố, thuộc hạ đã phát hiện được cái vật này. Là cái gì vậy? Một cái bọc, trong đó có cái áo đàn ông dính đầy máu. Chà, đây có thể là một vật chứng quan trọng của vụ án. Chiếc áo có thể là của kẻ thủ ác, là một gã đàn ông. Việc cô nương Ngọc Nhi bị tình nghi là thủ phạm thì cũng cần phải coi lại. Khoan đã, ta nghi ngờ sự trung thực của vật chứng này. Vậy ngài có thể chỉ giúp ta điểm nào không trung thực có được không? Thứ nhất, nó được lấy về từ người thân cận nhất của ngài. Thứ hai, ở đây có ai chứng kiến được vật này lấy từ đâu ra không? Không ai biết hết. Dương Võ có đủ tư cách để điều tra hỗ trợ cho bản chức. Còn về chuyện ngài hỏi có ai chứng kiến hay không, vậy thì có ai chứng kiến Ngọc Nhi sát hại của Hồng không? Có ai không? Nay ta phán quyết vụ án này chưa thể kết thúc được. Ta cần phải làm rõ thêm một số tình tiết mới xuất hiện. Đưa nghi phạm về. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi. Trần đại nhân. Ngọc Nhi, nhìn nàng như thế này ta xót lắm. Ta sẽ tìm mọi cách để đưa nàng ra khỏi nơi này. Nàng hãy đợi ta. Mọi chuyện dường như đã sắp đặt hết rồi. Đại nhân đừng quá nóng vội mà liên lụy đến người. Ngọc Nhi biết Dương Giỏi trưng bày bằng chứng ra như vậy là nhằm để giúp cho Ngọc Nhi. Nhưng mà xin ngài, xin ngài hãy dừng lại, đừng sa vào những rắc rối đó nữa. Nàng thông minh lắm. Nàng hãy cố gắng giữ vững tinh thần của mình. Bằng mọi cách, bằng mọi cách ta phải giải cứu nàng ra khỏi nơi này. Hãy đợi ta. Dương Võ, ngươi hãy nghe lời ta dặn. Dù ngày mai Quan Khâm Sai có phủ đầu nhà ngươi như thế nào thì ngươi vẫn phải giữ vững lập trường, nhất nhất không được thay đổi lời khai, nghe chưa? Dương Võ biết rồi. Dương Võ, ngươi không được run sợ. Phải nhớ mình là người duy nhất phát hiện ra chứng cứ và nói sao cho thuyết phục người nghe đẩy nghi ngờ về một tên sát nhân là đàn ông. Chỉ có đàn ông mới đủ sức đâm lúc con dao vào tim của nạn nhân, ngươi biết chưa? Dương Võ biết rồi. Ngươi hãy nhớ đó. Cầu trời khẩn Phật cho mọi việc được suôn sẻ để cứu thoát được cho Ngọc Nhi. Vụ án này mới thu thập được chứng cứ mới, cho nên ta mới mở công đường này để xét xử lại. Dương Võ, ngươi hãy nói rõ cho ta biết từ đó mà ngươi thu thập được chứng cứ quan trọng này. Dạ, Dương Võ tôi tuân lệnh đại nhân, đến lục soát tại hiện trường, phát hiện rất nhiều dấu chân lạ khá to, trong khi chân của Ngọc Nhi và nạn nhân lại khá nhỏ, sanh nghi, cho nên tôi đã bám theo dấu chân dẫn tới một cái hố mới lấp đất. Tôi đào lên thì phát hiện một cái bọc. Theo tôi nghĩ chắc chắn là hung thủ sau khi gây án đã mang cái bọc này đi phi tang. Và đó chính là chiếc áo này. Dạ đúng. Ta có thể giả thiết như thế này. Hung thủ sau khi cưỡng bức nạn nhân đã ra tay giết chết, sau đó thấy Ngọc Nhi đã hôn mê nằm bất tỉnh cận kề bên đó, cho nên đã gấp lửa bỏ tay người, bôi máu của nạn nhân lên áo của Ngọc Nhi, rồi sau đó ấn tay của Ngọc Nhi vào chui dao. Tất cả những chuyện đó nhằm sắp đặt muốn vu oan giá họa cho Ngọc Nhi.
Khi Ngọc Nhi tỉnh dậy thì không ai chứng kiến, cho nên đã tình ngay Lý Giang. Hay. Hay lắm, cho ta hỏi một câu. Hung thủ nếu không phải là Ngọc Nhi, vậy giết nạn nhân với động cơ là gì? Cướp của? Hay là động cơ tình ái? Làm gì cũng phải có động cơ chứ. Ông Văn Tả, khám nghiệm tử thi có thấy dấu hiệu cướp của hay là cưỡng hiếp gì không? Thưa có. Nạn nhân có dấu hiệu bị trầy xước và tổn thương vùng phần dưới, nên có thể là bị cưỡng bức. Vậy sao trong biên bản lại không thấy ghi? Đó là sơ sót của tôi. Xin ngài hãy trừng phạt vì tội thiếu trách nhiệm của tôi. Ta thấy ông đang chịu đấm ăn xôi để làm vừa lòng chủ. Hay quyền Trần đại nhân đang thí chốt cứu xe? Ta... Giờ ta hỏi Dương Võ. Ngươi giỏi lắm. Sau mấy ngày mà ngươi vẫn lần ra được tang vật tại hiện trường, ngươi có kỹ năng đọc được dấu vết để lại. Hay đó. Dấu chân đó nằm trên đường hay là trên thân cây vậy? Dạ thưa cả hai. Hung thủ đi chân không, cho nên bám sình lầy, khô lại trên cây và các bề mặt chung quanh. Vậy ta hỏi thêm, không có dấu máu nào ở quanh đó sao? Thưa, chỉ có máu trên người của nạn nhân và trên y phục hung thủ. Vậy cũng có nghĩa là vị trí phát hiện nạn nhân khi Ngọc Nhi tỉnh lại phát hiện chỉ là hiện trường giả. Dạ, có thể nói là như vậy. Ngươi chỉ cần trả lời đúng hay không đúng. Dạ đúng, thưa quan cảnh sát. Còn dấu vết kéo xác thì để lại chỗ nào? Dạ thưa, dấu vết kéo đâu ạ? Chỉ có dấu chân thôi. Không có dấu vết nào khác ngoài dấu chân dẫn ra tang vật chôn ở miệng hố sao? Dạ đúng vậy. Tiểu nhân sơ ý cho nên không tìm thêm. Dương Võ, hung thủ muốn chuyển xác nạn nhân tất nhiên là phải kéo xác lê trên cỏ. Ngươi có tài tìm ra dấu chân của hung thủ sau mấy ngày? Chẳng lẽ việc hắn ta đâm chết nạn nhân rồi kéo cái xác đến hiện trường lại không để lại dấu vết nào trong mắt ngươi sao? Hay là ngươi chỉ ngụy tạo dấu chân mà quên ngụy tạo dấu kéo xác? Nếu hắn vác xác nạn nhân thì không thể có vết kéo lê trên cỏ được. Như vậy thì cũng phải có vết máu rỉ xuống cỏ và thấm vào đất chứ. Dương Võ, ngươi có thấy không? Dạ bẩm, chắc là có ở đâu đó, nhưng tiểu nhân không tìm. Hay là để tiểu nhân đi ra tìm lại. Thôi khỏi, ta đã cho người đi kiểm tra lại. Không có dấu chân nào lạ ở quanh đó. Máu trên tang vật mà ngươi tìm được cũng không phải là máu người. Ta nói cho ngươi biết, ngụy tạo chứng cớ là ngang với tội khi quân tạo phản. Ngươi muốn giữ cái đầu của ngươi thì hãy khôn hồn ăn năn sám hối, thì ta sẽ nương tay. Đừng có ngu ngốc mà theo cái đốm ăn tàn. Ai sẽ khiến ngươi làm chuyện này? Ai? Hay là ngươi muốn ta dùng nhục hình thì mới chịu khai? Dạ thưa tiểu nhân. Lính! Dạ đánh hắn cho ta. Bước lên. Ah! 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 Ah!
Quang Trung, khá khen cho ngài có một tay sai thật là tâm phúc, vô chiêu cực hình khảo tra vẫn không khai nửa lời để cứu chủ. Nhưng mà Dương Võ ơi, ngươi thật là ngu muội. Chủ của ngươi nhìn ngươi bị nhục hình đau đớn nhưng vẫn không mở nửa lời để cứu ngươi, vậy có đáng cho ngươi một lòng một dạ theo hắn hay không? Lên đánh tiếp. Dừng ta lại. Đại nhân, dù có chết thuộc hạ cũng cam chịu, không để ngài thấy liên lụy đâu à. Quan Trung, ngươi có nghe không? Những lời nói của Dương Võ không khiến ngươi hổ thẹn sao? Được, nếu ngươi đã quyết định hy sinh thân mình để cứu mỹ nhân thì ta sẽ chiều theo ý của ngươi. Lính đâu? Giải Dương Võ xuống nhà lao, sáng mai đem hắn về kinh đại đi biệt sứ. Bảo đã. Quang Trung, ngươi muốn nói gì? Tất cả những mưu kế này đều là do ta. Ta đã kêu Dương Võ tạo chứng cứ giả, hồng cứu Ngọc Nhi. Hãy thả Dương Võ ra. Muốn bắt thì cứ bắt ta đi. Tất cả mọi người ở đây nghe hết rồi đó. Hay cho quan trung, đương đương là một quan huyện mà đi ngụy tạo chứng cớ giả, đảo lộn kỷ cương phép nước. Tội này không hề nhẹ, ông biết rõ mà. Lĩnh đâu? Dạ, lột áo mạo. Tổng giam Trần Trung Trần Ngục. Dạ. Dương Võ, ngươi đã thắng ta. Đúng là hắn không đời nào để cho thuộc hạ của mình chịu hàm oán. Dù sao cũng là một chính nhân quân tử. Dương Võ, chuyện này là sao? Có gì đâu. Dương Võ là kẻ thức thời, nương theo gió mà sống. Kế hoạch này nếu không có kẻ tay trong mật báo thì làm sao ta có thể nắm được toàn bộ âm mưu lật tẩy gian kế của ngươi. Chó khôn thì phải biết theo chủ nào để mà hưởng lộc, có đúng không Dương Võ? Dạ đúng thưa quan cấp sai. Lính đâu? Dạ. Dạy hắn đi. Dạ. Đồ phản phúc. Phản phúc. Bá mẫu. Mẹ. Ngọc Nhi. Mẹ. Trần Trung. Mẹ vô đây làm gì? Con sẽ sớm ra thôi mà. Bá mẫu, Ngọc Nhi đắc tội với bá mẫu. Ngọc Nhi đã làm liên lụy đến Trần đại nhân, làm cho bá mẫu phải đau lòng. Con à, ta không trách không giận gì con đâu. Con đừng có nói như vậy. Ta chỉ tức kẻ nào cố tình hãm hại chúng ta. Mẹ à, Dương Võ sao rồi mẹ? Đừng nhắc tên phản bội đó nữa. Hắn bỏ đi rồi.
Thật không ngờ ta đã nuôi ông tay áo. Minh Hữu. Đại nhân. Dân Tả. Dạ, đại nhân. Hai người cũng vô đây nữa sao? Đại nhân, Minh Hữu nói với lính canh chỉ gặp được ngài một chút. Ngài có sai bảo gì, xin hãy nói Minh Hữu. Ta cảm ơn ngươi, ta không sao đâu. Bây giờ thì ta chưa suy nghĩ được gì cả. Thưa Trần đại nhân, chúng ta đã trúng kế quan không sai. Ông ta đã mua chuộc tên Dương Võ từ trước, khiến cho tên khốn này nguyện tạo chứng cứ để đưa chúng ta vào bẫy. Ta đã quá sơ ý. Tên can trường này vốn đã ân oán với ta từ trước, vì ta lật lại vụ án của sư phụ hắn, làm cho hắn mất chỗ dựa. Còn Dương Võ, ta thực sự không ngờ hắn lại là con người như vậy. Đây đây, dạ xin mời quý khách. Thôi đi ăn à, nơi về đây. Không biết về vẫn có cho vô nhà không? Nào. Hay lắm. Kẻ sĩ là phải biết tức thời, đừng câu nể. Ngươi xem, bọn Trần Trung bây giờ chỉ là những con chó thảm hại thôi. Ngươi có biết không? Đội ơn ngài đã vẽ đường cho Dương Võ này sáng mắt ra. Ngài đúng là đoán trước hết tất cả mọi việc giống như thật. Chẳng phải ta vô cớ mà giữ được chức quan này, sau khi sư phụ ta vì tên khốn Trần Trung mà phải cáo quan ở ẩn. Sống ở đời hơn nhau là biết tiếng thói đúng chỗ, chọn mặt gửi vàng, hiểu chưa? Khi hắn hại ta lao đao, ta phải cắn răng chịu nhục, lui về sau. Mai mà thời thế thay đổi, ta lại trở về với chức quan khâm sai như xưa. Quả là trời không phụ lòng ta. Ngài đúng là tay mưu lược, sắp xếp mọi việc đúng là kín kẽ, không sơ hở chỗ nào. Đánh cờ còn tính trước 5-3 nước nữa kia mà. Dạ phải. Từ chuyện hạ độc chồng của cô Hồng, đốt nhà Lê Trí, sát luôn mụ Hồng. Cuối cùng rồi đổ lên đầu của Ả Ngọc Nhi. Lại thêm một nhân chứng là một cụ lệnh lãng điên điên khùng khùng nữa chứ. Đại nhân quả là xuất sắc, quả là xuất sắc.
Nhưng sau tất cả là đưa Trần Trung vào ngục. Một mũi tên bắn trúng hai con nhạn. Tiểu nhân bái phục, bái phục. Chẳng những vậy mà ta còn có mắt nhìn người. Người nói đi, tại sao ta lại chọn ngươi trong đám thuộc hạ của Trần Trung? À, tiểu nhân vốn xuất thân là kẻ nghèo hèn, may mà được Khâm Sai để mắt tới. Ta đâu dám tự nhận mình hơn ai, chắc là do may mắn thôi. Nhưng ta biết ngươi mới gia nhập, và ngươi là kẻ kém nhất trong đám. Gia cảnh lại nghèo hèn, làm sao tránh khỏi bị đối xử và phân biệt, có đúng không? Thưa đúng, đại nhân quả thật là thấu hiểu tâm can của tiểu nhân. Và còn một chuyện quan trọng hơn hết là ta đem tin tốt lành của cha ngươi đến cho ngươi. Ta vẫn thường gặp ông ấy, cho dù ông ấy đã quy y cửa Phật, nhưng mà ông ấy lúc nào cũng quan tâm đến ngươi. Và ta sẽ chăm sóc ông ấy cẩn thận và chu đáo. Nếu như tiểu nhân đã hiểu ý của ngài, mong ngài gửi lời chúc phúc của tiểu nhân đến thân phụ. Được hay không? Dương Võ, ngươi hãy dừng lại đi mà. Dương Võ, tên phản bội, nhà ngươi giết ta đi. Ta có làm ba ta cũng không tha cho nhà ngươi đâu. Ngươi nói cái gì chứ? Giết Dương Võ! Ngươi mất nhân tính rồi Dương Võ à? Hãy dừng lại! Giết Công Nhi! Công Nhi! Dương Võ, ngươi muốn hành hạ tra tấn thì hãy hành hạ tra tấn ta nè. Công Nhi không có tội gì cả, ngươi hãy dừng lại đi. Dừng lại đi Dương Võ! Ngươi im đi, rồi cũng sẽ tới lượt cứu tới mà. Giết Hãy dừng lại đi! Giết Công Nhi! Công Nhi! Trần Trọng, em chịu không nổi. Cho ta gặp quan Không Sai, ta có chuyện cần nói. Cho ta gặp quan Không Sai. Nghe nói ngươi muốn gặp ta. Phải. Người mà ngươi muốn hại đó chính là ta. Hà cớ chi mà lại hãm hại liên lụy bao người? Nay ngươi đã đạt được mục đích của ngươi rồi, mau thả Ngọc Nhi ra. Ngươi đang ra lệnh cho ta hay là khẩn cầu ta? Ta khẩn cầu ngươi hãy thả Ngọc Nhi ra. Ta thấy ngươi chưa có thành ý. Ngươi muốn sao? Ngươi quan tâm cô ta lắm đúng không? Vậy ngươi hãy quỳ trước ta, ta sẽ tha cho cô ấy. Ngươi có làm được không? Quân ác độc, đừng hòng! Trần Trung, mặc kệ Ngọc Nhi đi. Đừng làm như vậy, đừng làm điều đó với Ngọc Nhi. Mặc kệ Ngọc Nhi đi. Trần Trung! Kệ Ngọc Nhi đi mà. Kệ Ngọc Nhi đi.
Ngươi cảm động lắm đúng không? Vì nàng mà hắn thân bại danh liệt, đánh đổi cả tiền đồ sáng lạng. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ta đã không sai khi nhắm ngươi để hạ hắn. Một quan trung công minh chính trực, gian danh khắp nơi, thật ra chỉ là một tên tiểu nhân lấy luật làm luật, thay trắng đổi đen. Một quan huyện miệng luôn nói chính nghĩa khẳng khái, mà ta từng biết đâu rồi, thật là nhục nhã. Im đi. Hiện nay cô ta là hung thủ giết người, ta thật lòng muốn cứu nàng ấy, nhưng mà nằm ngoài quyền hạn của ta. Ta rất xin lỗi vì không thể giúp ngươi. Dương Võ, hai người muốn gì đây? Ngươi là một thằng khốn. Tại sao ngươi dám đối xử với Trần Đại Nhân như vậy? Nếu không có ngươi, ngươi được như ngày hôm nay sao? Hay vẫn là một thằng làm thuê làm mướn, mang tội danh là con của một kẻ sát nhân? Đồ ăn cháo đá bát. Ngươi, Dương Võ, ngươi ăn phải bả của cái tên Căn Trường hay sao? Mà làm ta sai cho hắn. Ơn của đại nhân cao như núi, ngươi chưa trả xong mà quay mặt lại hãm hại người là sao? Ông Tả, ngươi là một con chó. À không, xin lỗi ngươi, ta hơi quá lời. Nếu chửi ngươi là con chó thì thật tội nghiệp cho nó quá. Vì con chó trung thành sẽ không bao giờ quay lại cắn chủ. Phải, các ngươi lúc nào cũng coi ta như là một con chó, nên khinh khi chèn ép ta đủ điều, chê ta vô học, có gia cảnh nghèo hèn đúng không? Được, các ngươi cứu ta rồi, bây giờ các ngươi kể công hả? Các ngươi cũng chỉ vì muốn lập công cho nên mới xui ta kiện cáo. Lật lại vụ án để điều tra chứ có tốt lành gì đâu. Được, đã đến lúc ta sẽ cho các ngươi thấy Dương Võ này không phải tầm thường đâu. Ngươi nè, nó điên rồi, đừng đụng tới nó nữa. Dương Võ, coi như ta cầu xin nhà ngươi, ngươi hãy thay đổi lời khai để cứu Trần Đại Nhân. Còn nếu không thì ngươi hãy vạch tội của quan Khâm Sai là đã ép cung nhà ngươi. Dương Võ, Dương Võ, ta biết ngoài miệng ngươi nói vậy chứ trong lòng ngươi không nỡ dứt tình. Thôi thì coi như là làm ơn làm phước, phản cung lại để cứu Trần Đại Nhân. Các ngươi giữ ta cho đã rồi, bây giờ các ngươi xin ta hả? Đồ hèn, chóng mắt lên mà coi đi, tránh ra. Khốn kiếp à. Dương Võ ơi là Dương Võ, ta đã tin lầm ngươi rồi. Như vậy là hy vọng cuối cùng cũng đã dập tắt. Ba mẫu à, đừng có nhắc tới cái tên Dương Võ đó nữa. Đúng là cái tên lừa thầy phản bạn, trước sau hắn cũng bị trời đánh cho bà coi. Ba mẫu đừng có lo, ba chúng ta hợp lực lại, không lẽ không nghĩ ra được cách gì hay sao? Đúng vậy, chúng ta đừng có nghĩ tới cái tên Dương Võ đó nữa. Hắn nhất thời nghe theo lời xúi dục của tên Khâm Sai, quên đi. Bây giờ tôi có ý này. Ý gì? Ông nói nhanh đi. Tôi muốn khám nghiệm lại xác của cô Hồng. Biết đâu tên sát nhân để lại dấu vết gì đó, chúng ta sẽ minh oan cho cô Ngọc Nhi. Ông muốn quật mồ à? Ừ. Theo luật chúng ta đâu có được phép. Ừ, đúng rồi đó, làm như vậy là vô phép, ông sẽ bị Khâm Sai kết tội. Tuy nhiên là tôi không để lộ, khi nào có chứng cớ rồi hẳn hay. Ông Tả à,
Nhưng ông liều mạng vào một chuyện ông chưa biết kết quả nó ra sao. Để làm gì? Thật là nguy hiểm. Bây giờ chúng ta chỉ còn có 3 người. Làm gì thì cũng phải tính toán cho kỹ. Được rồi, thôi mình tìm cách khác đi ông. Đây là manh mối có thể giúp Ngọc Nhi và Trần Đại Nhân thoát tội. Kìa, Dương Võ. Dương Võ, ta đang tìm gặp ngươi đây. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Dương Võ, ngươi muốn theo ai cũng được, nhưng ta chỉ có một yêu cầu. Ngươi hãy đưa ta vào gặp Trần Đại Nhân ngay bây giờ và trong đêm nay. Ta có việc muốn bẩm báo với người. Giúp ta đi. Sao ông không tự đi? Hoàng Khâm Sai đã có lệnh cấm không cho ai vào ngục thất, và lại giữa đêm khuya thế này lại tăng cường canh gác. Nhưng ngươi có thể vào được. Hãy giúp ta lần này. Hãy giúp ta lần này coi như là lần cuối. Từ ngàn xưa trên thế gian ta dẫu biết rằng cuộc đời đôi khi không như giấc mơ, thì thôi ta cứ sống cho qua ngày mai, không oán than, không trách móc số phận an bài. Dù cho ta đang trắng tay, ta chưa có giàu sang. Dù cho ta đêm từng đêm với những ước mơ, thì thôi ta sống sao để những ngày sau nhiều phong ba, nhiều đắng cay, ta vẫn là ta. Cuộc đời ta có đen có trắng có đổi thay, đừng tham lam sân si làm điều xấu xa, đừng gây thêm oán ân đời sau sẽ nở, sẽ xót xa, sẽ khổ đau tròn kiếp. Trước ta
sao.